Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Hôm nay có gì hot ngày 12 tháng 11 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi và không thể bỏ qua. Ngày hôm nay thì Facebook bất ngờ gặp lỗi khiến các trang cá nhân của mỗi người đều hiển thị dòng thông báo người đó đã qua đời. Lỗi không chỉ xảy ra một lần mà rất nhiều tài khoản đã phản ánh tình trạng này, thậm chí đến trang cá nhân của ông trùm Facebook là Mark Zuckerberg cũng hiển thị dòng thông báo này. Tuy nhiên thì ngay sau đó Facebook đã phát hiện ra và ngay lập tức sửa lỗi ngay. Một ngày cực đẹp trời và nhận được thông tin mình đã chết thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Nếu các bạn còn nhớ bộ đôi 6S và 6S Plus đã từng khiến nhiều người dùng đau đầu bởi bỗng nhiên bị chóc sơn, thì có vẻ như lỗi này gần đây đang lan sang cả iPhone 7 và iPhone 7 Plus nữa rồi. Những bức ảnh về bộ đôi flagship mới đến từ Apple bị chóc sơn ngày càng xuất hiện nhiều trên Internet. Điểm đặc biệt là những thiết bị gặp lỗi này thì đều có màu đen nhám và vết chóc cũng xuất hiện ở những vị trí giống nhau. Đó là khu vực quanh giải loa và micro ở cạnh dưới. Nếu như ở thế hệ trước thì các iFan còn có lý do rằng Apple chưa có kinh nghiệm để xử lý với những vật liệu nhôm 7000 mới, có chăng là chất lượng gia công của Apple có vẻ như ngày càng đi xuống rồi. Ngày hôm nay, theo một số nguồn tin từ các nhà phân tích đến từ Barclays, thì thế hệ iPhone 8 được ra mắt vào năm sau sẽ sở hữu màn hình 5 và 5,8 inch. Tuy nhiên thì kích thước tổng thể sẽ vẫn chỉ tương đương giống iPhone 7 và iPhone 7 Plus mà thôi. Nhờ vào thiết kế cong, không viền màn hình và tương tự như trên Galaxy S7 Edge. Bên cạnh đó thì Apple vẫn dự kiến cho ra mắt 3 thiết bị iPad mới với phiên bản iPad 9,7 inch và 12,9 inch. Có kích thước như năm nay và sẽ có thêm phiên bản 10.9 inch nhưng sẽ chỉ có kích thước như bản 9,7 inch mà thôi. Thật háo hức quá đi mà. Kỷ niệm 10 năm có khác. Cách đây không lâu thì Google Pixel đã từng được đánh giá là một thiết bị Android cực kỳ bảo mật, nhưng tại cuộc thi PWM Fest tại Seoul, Hàn Quốc thì chiếc flagship đến từ Google đã gục ngã chỉ trong chưa đầy 60 giây. Nhóm hacker WeWoo 360 đã sử dụng lỗ hổng Zero Day để thực hiện đoạn mã từ xa trên chiếc Google Pixel để mở Google Play Store và Google Chrome. Dĩ nhiên là đây chỉ là một cuộc thi thôi, vì vậy mà lỗ hổng này thì ngay sau đó đã được gửi cho Google để họ sớm tung ra bản vá. Cũng như là WeHo đã nhận được khoản tiền là 120.000 USD từ công ty. Bên cạnh đó thì họ còn giành được 520.000 USD nhờ việc phát hiện ra lỗ hổng trên Microsoft Edge và Adobe Flash. Thật là siêu quá đi mà. Trên đây là những tin tức công nghệ hot nhất của ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.